Rồi quý vị ơi, tiếp theo là combo 265 3 cây sam hương 250 bao quý ship toàn quốc luôn. Anh em nào mua vui lòng chuyển khoản trước không quý vị ha. Đây cây số 1 nha. À, nhỏ xíu luồng xịt luôn ha. Rồi một cây. Đây cây số 2. Có cái tàn đây. U đế đây. Cái này tôi mới ép chậu khoảng 15 ngày đến 17 ngày thôi nha quý vị. Nó chưa có ăn rễ ra nhiều nha. Nhưng mà nó sống ok hết rồi heo quý vị ha. Tại trước kia nó nằm trong cái giót bự đó. Tôi cắt ra là nó không có phạm rễ gì trơn, rễ lông còn nhiều dữ lắm. Khoảng 2 tháng nữa là đang đặt bầu luôn nha quý vị. Rồi xuống luôn quý vị ơi.